khán giả đã đến với chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, đối với đa số người thì cho rằng một cuộc sống yên bình trôi qua, ngày ăn ba bữa, đủ ăn đủ mặc, con cái học hành chăm ngoan là tốt rồi. Tuy nhiên với một số người, nếu mà họ trải nghiệm điều này từ ngày này qua ngày khác có lẽ là rất là tẻ nhạt. Vậy làm sao để có thể dung hòa cuộc sống và khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn? Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ chuyên gia tâm lý của chương trình, đó chính là tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly, kính chào quý vị khán giả. Như thường lệ, mời quý vị theo dõi đoạn tình huống sau. Coi đồ em mới mua đẹp không? Nè, nhìn nè. Đẹp rồi đó. Thôi ra ngoài đi để cho anh làm việc. Cái gì ra ngoài, tao chưa nói chuyện xong nữa. Nè, biết sao không? Biết sao em mua nhiều đồ mới không? Chị. Để cuối tháng này hai vợ chồng mình đi Đà Lạt khắp hôn đó. Đi Đà Lạt? Hấp hôn? Ôi không có đi đâu hết á, anh phải ở nhà làm việc rồi. Cái gì mà làm việc hoài à, bây giờ hả, kỷ niệm 5 năm ngày cưới mà anh cũng không muốn đi nữa. Trời ơi, bây giờ công việc anh đăng đăng đê đê, để anh làm việc ha. Em biết rồi, em biết là công việc của anh sẽ rất là nhiều và anh rất là mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ mình đi chơi đi, mình đi chơi mình xả stress. Thì về á, mình làm việc nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn và hiệu quả hơn nữa. Em ở nhà riết rồi ở không quá rồi sinh tật hay sao mà cứ càm ràm anh hoài vậy, để cho anh làm việc. Trời ơi, anh nói gì kỳ vậy? Em nói là em đi làm á thì anh nói là không cho. Em ở nhà đi, chăm lo cho nhà cửa con cái. Bây giờ em ở nhà thì anh cũng nói em nói này nói nọ. Ở công ty anh làm việc anh đã rất là căng thẳng ở đây, rất là nhức đầu rồi. Bây giờ về rồi em còn càm ràm nữa, anh càng nhức đầu thêm nữa. Bồi anh nghĩ em vui lắm hả? Suốt ngày ở nhà với bốn cái vách tường này, không có đi đâu được hết trơn á. Ở nhà buồn chán, rồi đâm ra hả, em bị stress, em bị trầm cảm. Lúc đó hả, anh còn mệt hơn nữa. Rồi. Khi nào anh xong việc lúc đó rồi đi chơi, được chưa? Xong việc, anh lúc nào cũng biết công việc hết á. Sáng sớm mở mắt ra là đi làm, tới tối khuya mới về. Anh có coi em với con ra cái gì không vậy hả? Trời ơi, bây giờ em muốn gì? Em muốn á là anh quan tâm mẹ con em chút, anh đừng có sống nhạt nhẽo như vậy nữa. Nếu mà em buồn quá thì em kêu bạn bè đi cà phê cà pháo, còn mấy rủ bạn bè tới nhà đi. Cái chuyện rủ bạn bè đi chơi thì nó quá đơn giản rồi. Cái chuyện ở đây em muốn nói á là em muốn đi chơi với anh, muốn đi chơi với gia đình mình. Ngày xưa á, anh nói á là anh muốn cưới em, anh sẽ lo lắng cho em, anh sẽ chiều chuộng em, anh không để em khổ, không để em buồn chán. Mà bây giờ sao, cưới được rồi anh lại như vậy á. Anh coi lại bản thân mình đi. Em muốn làm gì em làm đi, mệt quá. Anh quá đáng lắm. Ơi, ủa sao bữa nay nhà tôi như nhà bà vậy? Ủa sao vô mà không có cửa, không nghe tiếng gì vậy? Cửa có khóa đâu, vô luôn. Khóa ra, quên khóa hả? Trời đất ơi, sao qua đây không nói tôi tiếng nào vậy? Nói tôi để tôi biết tôi chuẩn bị đồ đạc ăn uống được. Thôi, trời, sao mặt mùi hiu vậy? Rồi, điều này gây lộn với chồng rồi phải không? Sao kể nghe coi. Chán nản. Mà làm cái gì chán, có phải có lý do mới chán chứ. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, rủ đi chơi ổng không chịu đi, bà coi đó. Ổng suốt ngày chỉ biết công việc là công việc, không có biết gì hết trơn á. Vợ con ở nhà không có bao giờ mà hỏi thăm lo lắng được cái miếng nào hết trơn. Trời thôi đi bà ơi, bà vẫn mừng hơn tôi. Thôi bà nói gì vậy, tôi thấy chồng bà thương bà muốn chết luôn vậy. Ở trong chăn rồi mới biết chăn có rận hen. Trời đất ơi, tôi nói cho bà biết, chồng tôi còn chán hơn cái chữ chán. Chưa bao giờ, từ cái ngày cưới nhau cho tới bây giờ là tôi chưa biết bộ phim ra làm sao, không biết bước ra rạp coi phim luôn, tới mức độ như vậy đó. Trời, bà cứ nghĩ đi, suốt ngày hai vợ chồng quần quật làm đó, rồi xong lo cho con cho cái, hai đứa làm một ngày biết bao nhiêu công việc mới đủ lo nhà cửa, cơm nước, tiền ăn, tiền học, tiền bệnh, tiền quệt, ôi thôi đủ thứ tiền hết trơn. Bởi ai cũng có một cái hoàn cảnh riêng, nhưng mà tôi bực ở đây á là tôi đâu có cần nhất thiết là phải kiếm được nhiều tiền đâu, tôi chỉ muốn ảnh á là bớt công việc đi một chút, lo lắng cho vợ con một chút, quan tâm vợ con hơn một chút. Chứ ảnh tối ngày đi làm về là than mệt mỏi, than này than kia, không có bao giờ mà họ hỏi thăm con cái được một câu nào hết. Bây giờ tôi nói bà chán cỡ nào chán, bà cứ vô nhà tôi, bà nhìn vô chồng tôi là bà cảm thấy yêu đời trở lại. Mà tôi cưới được bao lâu? Mới có 5 năm. 5 năm thôi.
Tại sao cuộc sống này nó nhàm chán, nó mệt mỏi, nó khiến con người ta gọi là bế tắc. Nhiều lúc tôi muốn dùng lên, tôi muốn bỏ chồng, tôi muốn bỏ con, tôi muốn đi đâu đó, tôi muốn coi như là một thân một mình tôi thôi, đừng có ai đụng tới tôi nữa hết á. Tới mức độ như vậy đó. Thiệt, giờ tôi cũng không biết nói sao nữa, hoàn cảnh tôi cũng y chang bà vậy đó. Cuộc sống của tôi quá nhạt nhẽo, lấy chồng á mà nhạt nhẽo như vậy á, thà không lấy chồng. Còn tôi á, chồng gì đâu mà nhạt nhẽo thấy sợ à. Anh Hiếu nè, xem xong tiểu phẩm vừa rồi thì anh nhận xét như thế nào về cuộc sống của hai nhân vật trong tiểu phẩm ạ? Xem tiểu phẩm vừa rồi anh lại nhớ đến một cái tình huống mà anh đã gặp phải, chính là anh rất là thích ăn món sườn nướng. Nhưng mà ăn món sườn nướng thì vì mình thích cho nên là mẹ mình làm khá là nhiều lần, hôm nay ăn sườn nướng. Qua ngày hôm sau thì mẹ cũng làm món sườn nướng. Ngày hôm sau là lại món sườn nướng. Và món sườn nướng lặp đi lặp lại rất là thường xuyên và liên tục. Và đến một ngày nào đó tự nhiên mình cảm thấy là ô, ăn sườn nướng nó ngán quá. Thế cho nên từ đó là không muốn ăn sườn nướng nữa. Và cuộc sống gia đình cũng vậy, chúng ta sống chung với nhau ngày 1, 2, 3, 365 ngày, 2.000 ngày, 3.000 ngày. Ngày nào chúng ta cũng thấy cái con người đó, cũng làm những cái việc đó, rồi cũng nói những cái câu đó, rồi cũng là bao nhiêu đấy thôi. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ cảm thấy ngán cái cuộc sống hôn nhân. Vì vậy cho nên là khi mà kết hôn với nhau thì thường á, sau khi kết hôn khoảng chừng 3 đến 5 năm, người ta sẽ bắt đầu là cảm thấy cuộc sống hôn nhân nó nhạt đi, nó chán đi, và bắt đầu người ta sẽ nảy sinh cái món ăn này chán, người ta sẽ đổi món khác, và bắt đầu có tư tưởng là đi ăn nem ăn chả bên ngoài. Bởi thế cho nên là trong cuộc sống hôn nhân gia đình, chúng ta cũng phải có sự sáng tạo nữa, cũng phải nuôi dưỡng tình cảm với nhau nữa, tạo những kỷ niệm mới nữa, thì như vậy chúng ta mới cảm thấy rằng gia đình mình mới hấp dẫn. Còn nếu không thì như là các ông thì sẽ cảm thấy rằng muốn đi ăn phở nhiều hơn, khi ăn phở thì các bạn lại bị tổn thương rồi lại muốn đi ăn nem. Thì tất nhiên là chúng ta phải có nghệ thuật thì chúng ta sống chung để giữ cái hôn nhân chúng ta luôn luôn nó ấm, giữ lửa luôn cháy trong lò. Thưa anh, Thảo Ly cũng đoán một phần lý do nữa, có thể là trong cuộc sống á, Thảo Ly biết được là để tạo ra cái nguồn năng lượng mà dữ dội nhất, nó từ khía cạnh là tình yêu hoặc là hạnh phúc. Vậy phải chăng là trong cuộc sống hôn nhân mà các nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi á, thì Thảo Ly nghĩ phải chăng là họ không đủ hạnh phúc, hoặc là họ không đủ tình yêu, cho nên nó không tạo ra những cái năng lượng hưng phấn ạ? Thực sự thì như Thảo Ly nói, năng lượng nó sẽ bị hút từ nhiều thứ. Mà thường anh thấy nhất, năng lượng nó sẽ bị hút từ một cái lỗ đen, đó chính là công việc. Công việc nó hút đi năng lượng ghê gớm. Và hàng ngày 8 tiếng chúng ta đi đấu trí bên ngoài, đi làm việc căng não, rồi về nhà chỉ muốn bình yên, mà nằm trên giường không muốn đi đâu hết. Ví dụ như là bây giờ vợ chồng mà dẫn con cái đi, phải chăm con, phải trông con, phải tốn tiền thì nọ hơn nữa, thì có nhiều ông chồng sẽ cảm thấy rằng dẫn gia đình chơi là phục vụ gia đình, chứ không phải là mình đang đi chơi. Hoặc ví dụ như là có nhiều bà vợ là sáng tạo những món ăn mới, rồi đi ra ngoài thì nó vân đi ra ngoài khối bụi, rồi phải trang điểm, rồi phải make up, rồi sáng tạo đồ ăn mới nữa, nói chung là phải căng não nữa, cho nên thôi cứ như bình yên mỗi ngày đi. Cho nên là cái lỗ đen năng lượng từ cái công việc đó nó hút của mình rất là nhiều, về nhà cái mình hết năng lượng cho gia đình, thì đó là nguyên nhân mà anh thấy phổ biến nhất. Còn cái nguyên nhân thứ hai đó, như Thảo Ly nói, là do cái tình cảm chúng ta chưa có đủ lớn với nhau, chúng ta không muốn dành năng lượng cho nhau mà chúng ta muốn dành năng lượng cho mình thôi. Vì vậy cho nên chúng ta làm biến sáng tạo trong tình yêu. Giống như mình đi làm, mình không yêu công việc đó là mình không có sáng tạo được. Mình chỉ làm tròn nghĩa vụ với công việc đó thôi. Còn ai mà yêu công việc, họ mới bắt đầu làm hơn cái trách nhiệm của họ. Và tình yêu cũng thế, ai mà yêu đối phương nhiều, về nhà thấy vợ là đầu tóc tay bù xù, bả mồ hôi mồ kê, bả nấu ăn mỗi ngày mỗi nhà ngày, chưa bao giờ được đi du lịch, chưa bao giờ được là nằm thoải mái thảnh thơi một cái resort nào đó, chưa bao giờ đặt chân ra một cái nước ngoài nào đấy, dù chỉ là đất nước lân cận thôi, tự nhiên thấy xót, thấy thương cho vợ mình, nó chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái nhà bếp. Thì nếu như yêu thương vợ thì bắt đầu ổng sẽ bắt đầu tìm cái cơ hội, tìm cái cách để mà có thể bù đắp được cho vợ của mình. Thì như Thảo Ly nói, tình yêu nó lớn thì người ta sẽ dễ mang đến những cái điều mới mẻ cho nhau. Dạ. Và thưa anh, là trường hợp á, Thảo Ly thấy là có hai tiếp người. Một tiếp người mà thấy nhạt bởi vì là họ là tiếp người sáng tạo và rất là thích là cuộc sống với nhiều màu sắc. Nhưng mà họ phải sống chung với một người mà theo dạng là thích sống an toàn, cứ lặp đi lặp lại những cái điều quen thuộc, thì như vậy họ mới cảm thấy yên tâm. Rồi trường hợp thứ hai nữa, sống nhạt ở đây có nghĩa là đôi khi cái khái niệm của họ, họ yêu cầu cao quá, thành ra người khác đáp ứng không được. Vậy làm như thế nào để mà điều chỉnh lại và làm cho cái cuộc sống trở nên thú vị và trong mức mà luôn luôn cảm thấy là họ chấp nhận được và họ cảm thấy là đủ đầy? Chứ nếu không á, cứ
tăng cường cái độ sáng tạo ra, mở rộng ra thì khó lòng mà đáp ứng được ạ. Chia sẻ với Thảo Ly là nghe bản thân anh là người rất là thích hai chữ bình yên. Ai đó hỏi anh hôm nay thế nào, anh nói là hôm nay bình thường. Và thực ra đằng sau cái sự bình thường đó chính là bình yên, và bình yên đằng sau đó chính là hạnh phúc. Anh rất là thích những cuộc sống bình yên, sáng ăn sáng ngồi có thể là uống cà phê trò chuyện bạn bè, rồi mình làm việc, rồi lại về với gia đình, rồi có thể coi tivi hoặc là thỉnh thoảng đi coi phim vân vân, thì mình cảm thấy cuộc sống nó rất là an nhàn, thì anh thích cuộc sống đó lắm. Nhưng mà anh sống như vậy hoài tự nhiên cũng cảm thấy chán nữa, thì lâu lâu cũng phải dẫn gia đình đi chơi. Thì lúc đó giống như cái món ăn, mình cũng ăn cơm sườn nhưng lâu lâu mình quẹt thêm chút mật ong, lâu lâu mình lại cắn thêm miếng ớt, lâu lâu mình lại ăn với ớt la, lâu lâu lại phối với lại là đồ chua. Thì cũng là món cơm sườn thôi, nhưng mà nó giúp cho chúng ta có những khẩu vị mới trong cuộc sống gia đình. Vì vậy cho nên ngay bản thân tôi, thì tôi là người gọi là ở giữa, thì tôi thích là cuộc sống yên bình có một chút sáng tạo. Nhưng còn ba mẹ ở nhà là rất thích yên bình, không thích sáng tạo đâu. Dẫn đi chơi là mệt lắm thôi, đi du lịch là mệt mỏi, ngồi xe mệt, thậm chí ngồi máy bay nhức đầu, rồi lỡ tai nạn, rồi lỡ tốn tiền. Rồi thí dụ như là bà xã chẳng hạn ở nhà, thì bà xã là rất là thích sáng tạo. Đi đi anh, rồi một tháng mình nên đi lần, đại lợi thế, cuối tuần mình đi chơi. Một bên là rất thích trải nghiệm khám phá, bên thì không thích, còn mình thì ở giữa. Thì mình làm như thế nào đây? Nói chung cũng phải cân bằng. Là gì? Là thỉnh thoảng cũng rủ ba mẹ đi, nhưng nên rủ những cái chỗ nào mà ba mẹ cảm thấy ba mẹ được nghỉ dưỡng, chứ đừng có đi những cái chỗ nào mà leo núi quá, hoặc là những chỗ nào mà chơi sóc quá, đi vui chơi vân vân, thì chắc chắn ba mẹ không thích. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có những cái chuyến đi phượt mạo hiểm, hoặc là ngồi xe máy đi chỗ này chỗ kia, thì mình lại đi với người này ha, và lâu lâu mình đi một lần với nhau. Nhưng không phải là đi phượt là thí dụ 2-3 ngày, thì anh sẽ chọn một ngày là mình sẽ nghỉ dưỡng, mình sẽ thoải mái, còn một ngày nữa thì sẽ đi với bạn ấy một cách gọi là mạo hiểm, còn cái ngày còn lại thì có thể tùy hướng tự do. Nghĩa là luôn mình có sự cân bằng, người này hy sinh chút, người kia hy sinh chút. Và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta có những sáng tạo mới thì chúng ta hãy thụ hưởng nó, chứ đừng nghĩ rằng đó chính là nghĩa vụ của mình. Chẳng bây giờ anh, ví dụ như anh muốn dẫn bà xã đi chơi mà anh nghĩ rằng đây là nghĩa vụ, anh sẽ cảm thấy rất là nặng. Ủa, mình đi coi phim mà, mình đi du lịch mà, sao mình không tận hưởng nó đi? Thì thay đổi cái góc nhìn, tự nhiên mình thấy rằng mình đang thưởng cho mình, chứ không phải là mình đang làm nghĩa vụ. Thì đó cũng là cách để mình thích thú cái sự sáng tạo hơn. Và nên nhớ một điều là gì? Mỗi lần mà đi chơi hoặc mỗi lần đi coi phim, mỗi lần sáng tạo thì hãy chụp hình lại. Và chính cái hình chụp đó, lâu lâu Facebook nó nhắc lại, hoặc lâu lâu mình lấy ra mình coi, nó lại gắn kết tình cảm gia đình lại. Nó là có những kỷ niệm mới, mà kỷ niệm nó sẽ nuôi sống cái tình yêu của mình. Cho nên chính những cái tấm hình đó là những cái thứ mà chúng ta sẽ có thêm động lực để sáng tạo thêm trong đời sống gia đình ở những cái năm phía sau. Thưa quý vị, Thảo Ly đã từng nghe về một cái cuốn sách nói về sức mạnh của hiện tại và sức mạnh của sự tĩnh lặng, thì thấy rất là tuyệt vời nếu mà trong một ngày mình dành ra một cái khoảng thời gian nhất định, hoặc là chỉ đơn giản là tập trung cho hiện tại, thì tất cả những gì mà trôi qua đều có cái thi vị của nó có màu sắc của nó, và chúng ta cảm nhận, chúng ta đón nhận và trưởng thành về mặt nội tâm á, thì cuộc sống của mình khi nào cũng là thú vị, khi nào cũng nhiều màu sắc cả. Hy vọng là quý vị có dịp trải nghiệm cộng thêm những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý ạ. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Cảm ơn Thảo Ly và quý vị thân mến. Mặt hồ phẳng lặng thì nó có cái thú vui của việc phẳng lặng, nhưng mặt hồ gần sống nó cũng có cái hay của việc gần sống. Và trong gia đình chúng ta cũng thế, phẳng lặng bình yên là tốt, tuy nhiên cũng phải thêm một chút gia vị vào trong cái đời sống gia đình để mà chúng ta cảm thấy có những kỷ niệm với nhau, và cuộc sống gia đình luôn luôn là một cuộc sống hấp dẫn đối với cả hai bên quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.